Em Triều xin kính chào toàn thể quý anh chị và bạn. Ngày hôm nay thì em Triều vừa về được một chiếc xe của nhà sản xuất Hyundai, sản xuất ở đời năm 2022 nhé. Nhìn qua quý anh chị đã biết rồi đúng không? Đây em có một chiếc Hyundai Tucson phiên bản tiêu chuẩn, sản xuất năm 2022 và lăn bánh được 3,5 cây số, mang một cái gam màu đỏ mận. Đây nhá, em sẽ quay qua tổng thể cái chi tiết nhé. Và trong khuôn tầm giá khoảng hơn 700 triệu thì quý anh chị đang định hướng về dòng xe gì? Thì ngày hôm nay hãy đi cùng em xem chi tiết qua một chiếc Hyundai Tucson phiên bản mới như này để xem là có đáng để chúng ta bỏ đồng tiền ra mua không. Và nếu quý anh chị đang tìm kiếm cái dòng sản phẩm của Hyundai Tucson và trong cái tầm tiền đó thì em Triều cũng mong là quý anh chị hãy cùng liên hệ với em Triều cân đối để đưa ra những cái quyết định, và em sẽ hỗ trợ để quý anh chị bạn có những chiếc xe tốt và thật sự là đảm bảo về phần chất lượng nhé. Vâng, đây em sẽ đi qua quanh những cái phần cơ bản của xe này. Đây phần vỏ xe đấy, có bệ bước chân rồi này, vành tiêu chuẩn nhìn phát ra luôn, đúng không quý chị? Vành tiêu chuẩn đây, nhìn phát ra luôn đấy, vành tiêu chuẩn nhìn cái ra luôn. Tiếp đến này phần đuôi xe, ở đây thì nó hơi chật chội một tí thì em quay cho mọi người thấy là cùng tham khảo nhé. Đây là phần đuôi xe này. Về phần bên trong phần nội thất, cái này thì keo chị đều là zin hết nhé. Đây vô lăng rất là mới này, vô lăng còn trước còn bọc, em vừa tháo ra xong nhé. Đây là cái vết bọc này. Phần ghế thì nó đã bọc lại ni lông cho là mới rồi, cho là không bụi không nhăn anh chị ạ. Đấy, rất là mới. Đây là toàn bộ cái phần nội thất bên trong xe này, quý anh chị có thể tham khảo qua nhé. Chạy 3,5 đây này. Đấy, khoang ghế sau, cho quý anh chị xem nốt cái phần form mới mặt hình đi. Đây nhá, phần cần số này. Đấy, em sẽ quay những cái chi tiết nhất để cho mọi người có thể cảm nhận được một chiếc xe mà bên cửa hàng em nhập về. Đấy nhá. Tiếp đến này, phần khoang ghế sau đây mọi người nhé. Khoang ghế sau đây, hàng ghế thứ hai tương đối là rộng rãi này. Đấy, tương đối là rộng rãi nhé. Đã có thảm 3D trải sàn rồi. Và đây, đấy, thì phần xem qua mọi người, cho mọi người xem qua một chút phần máy nữa đi. Phần máy nhé. Đấy, em quay thì nó hơi mộc mạc, nó hơi chân thực một tí, nó không có kỹ thuật tiểu xảo gì cả. Thế nên là xe có sao thì em quay vậy nhé mọi người nhé. Đây là phần máy của xe này. Đấy nhá, ốc ác các thứ này, nguyên bản zin này. Đấy, em sẽ quay những cái cần, những cái đủ để cho mọi người thể cảm nhận một chiếc xe thông qua cái video. Đấy, một chút thôi, vừa là tránh mất thời gian quá nhiều của mọi người, cũng như là xem nó bị lâu quá nó nhàm, đúng không ạ? Em sẽ quay cơ bản này thôi. Và khi nào mà mọi người đang có nhu cầu, đúng không ạ, thì cứ liên hệ trực tiếp em Triều, hoặc là cần thêm những cái video sâu hơn nữa, hoặc là những cái thông số kỹ thuật sâu hơn nữa, thì em Triều lại gửi lại cho mọi người để mọi người cùng tham khảo nhé. Vâng, và trong cái khuôn tài chính khoảng hơn 700 triệu thì giá là 700 bao nhiêu, thì em mong là mọi người nếu mà ai đang quan tâm thì cứ liên hệ em Triều đi. Em sẽ đọc những cái giá tốt nhất để làm sao một khi quý chị đến, anh chị xem xe, anh chị mua được luôn, chứ không phải đọc cái giá trên rời rồi anh chị lại mặc cả, rồi đó rất là mất thời gian của cả hai bên, đúng không ạ? Đấy nhá, Hyundai Tucson phiên bản tiêu chuẩn, sản xuất năm 2022 này, lăn bánh được 3,5 cây số này, tầm tài chính hơn 700, màu đỏ mận nhá. Đấy, nếu mà quý anh chị nào đang quan tâm có thể đến ngay cái địa chỉ tại B14 Nguyễn Khuyến, Hà Đông, Hà Nội để xem xe tế, gặp trực tiếp em Triều, giá cực kỳ tốt. Và em Triều xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Em xin chào mọi người ạ.